Vâng, lần đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và chào cái bác mà đã chuyển tiền đặt mua con 8.800 mắc đôi này. Và tiện thể test con âm này thì em xin phép được giới thiệu đến anh em. Đây là chiếc đầu cassette Pioneer với mã số CT405. Phải nói là cực kỳ đẹp. Em phải dùng hai cái từ. Lý do đơn giản tại sao? Bởi vì các anh em nhìn này, cái phay của nó này, nó nét như mới luôn nhá. Sờ tay cẩn thận đứt luôn ngón tay luôn đấy, và cái chế độ hoạt động của nó thì phải nói là siêu mỹ mãn. Em đã đằn em nó ra và cởi hết ra và thay cho em nó một bộ dây cora mới. Bây giờ em nó chạy thì đừng hỏi lý do sầu tại sao. Và bây giờ cái con đầu CD này nó thuộc trong một số những con con đầu táp chứ lại CD bao giờ. Con đầu táp này này nó là một trong số những con đầu cỏ, rất cỏ, nhưng với vấn đề của nó ở đây là như em bán nó thì em thấy rằng là so với những con đắt tiền hơn thì con này nó có một cái tính năng đó là thu âm cực kỳ tốt. Để chứng minh cái điều đó thì hiện tại ở đây em đang có cái cuộn băng 10 phút mà của Nhật xịn này, băng rất mới luôn nhá, có cả vỏ hộp này, còn cả vỏ hộp gửi về này đấy, của Nhật gửi về này đấy. Thì cuộn băng này em sẽ tặng anh em, tặng cái cuộn băng này cho anh em nào mua cái đầu này. Thực sự ra thì với cái băng này này thì nôm na nó là băng 10 phút, và tính năng của nó ngoài cái việc mà chạy bình thường ra thì nó có tính năng là rửa từ. Đấy, là làm cái đầu từ này nó sạch hơn, khi nó chạy qua cái băng này nó chạy qua thì cái đầu từ này nó sẽ sạch hơn. Đấy, cái lý do nó là như thế, nó cấu tạo như nào thì em chưa nghiên cứu rõ lắm, nhưng mà nôm na là tính năng của nó là như vậy. Và em sẽ tặng anh em thêm một cái băng như này theo cái đầu CT 415 này. Và chiếc đầu này thì chỉ có mức giá là 2 triệu 2 thôi anh em nhé, và được tặng một cuộn băng này. Bây giờ chúng ta cùng bỏ em nó vào. Và em đang chạy nhạc mạng. Bây giờ em sẽ bật và bắt đầu thâu, mời anh em cùng xem. Và em đã cắm tín hiệu rồi nhá. Bây giờ chúng ta bấm thâu thì bấm nút rec và nút play đồng thể cùng một lúc này. Còn đây là cái volume dùng để chỉnh to nhỏ tín hiệu đầu vào. Đấy, đang thâu vào cái đầu này, ngoài cái tính năng để thâu còn chúng ta cũng có thể cho tín hiệu từ TV qua cái này để kích lên để cho nó to hơn, để âm đi chúng ta đỡ mệt mỏi hơn. Đây, mời anh em cùng xem cái độ đẹp của nó, em nó này. Tín hiệu đầu vào chính là cổng input và tín hiệu cổng ra là cổng output. Đây, vào là cái jack màu đen, ra là jack màu trắng, xuống âm đi. Chúng ta dùng những cái bộ nó liền kề như này thì chúng ta nên sử dụng jack cắm nguồn từ cái trên này trực tiếp vào âm đi. Khi chúng ta tắt âm đi thì nó sẽ tự động tắt hết. Và con âm đi ngày hôm nay em test cho quý vị các bạn chính là con âm đi 8.800 nguyên túi bóng. Đây, và hôm trước em có quay đấy, và mức giá của nó là 6 triệu con này. Con này có số CD là 68330. Em nó cực kỳ đẹp luôn nhá. Con này thì em đã nhận lời của một anh rồi, anh đã đặt tiền rồi. Đấy. Và bây giờ em đang test nó. Tất cả các chức năng của con 8.800 đôi hoạt động hoàn hảo, full chức năng, và nó phải nói là nó cực kỳ đẹp. Em vẫn để nguyên túi bóng như này để gửi cho anh ấy, để anh ấy tự tay bóc nốt cái đoạn còn lại nhá. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đang test cái đầu CT405 và cùng xem nó nét như nào nhá. Bye.
Đây, đây là phần nguồn này. Nguồn của cái đầu này này. Và đây là phần cơ của nó. Máy em bao zin cho anh em tuyệt đối nhá. Em chỉ thay mỗi dây gô loa thôi, không làm cái việc gì khác. Em có dây gô loa xịn nhá. Đây, có cái đời dây gô loa xịn luôn. Nói chung là có rất nhiều dây. Này, riêng với dây gô loa thì em có những cái dây chuẩn xịn luôn. Đây này, bản to luôn để lắp chuẩn chỉ vào cho nó. Đây này, cái dây bản to này. Đấy. Dây chuẩn luôn nhá, dây dẻ. Đủ các kích cỡ để chúng ta có thể lắp chuẩn kích cỡ, không chúng ta lắp căng quá thì nó sẽ chạy, nó sẽ lì. Cái dây loa nó này, anh em nhìn này, nó đang chạy này. Đấy. Đang chạy đấy. Ok, và tạm thời thâu tạm như thế thôi nhá. Đây, tua lại này. Đấy, anh em thấy tua không? Căng dây đàn luôn. Bật tiếng tivi nhỏ hết cỡ đi. Rồi sau đó em sẽ bật cái đoạn vừa thâu xong cho anh em nghe nhá. Hết băng này, tạm dừng này, sẽ tự nhảy lại. Ok, bật play luôn. Các bác thấy thế nào ạ? Và cái con đầu này, đây, cái số CD của nó ở chỗ này thì, nó đã bị mất. Đấy, anh em nhìn đúng cái hình ảnh này cho em nhé. Đấy, và giá của chiếc đầu này thì cho em xin phép được chốt hạ với anh em với mức giá đó là 2,2 triệu, vẫn như những con bình thường thôi. Và anh em mua chiếc đầu này thì lưu ý là nó là một sản phẩm sử dụng dòng điện 100V, hàng Nhật mà, pin đâu. Đặt cọc trước 500.000 là thấp nhất, em sẽ ship hàng theo đường bưu điện cho anh em. Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.